đang mua bán ma túy, Trần Duy Tùng, 48 tuổi ở phường 14, quận 8 và Nguyễn Tuấn Phú, 38 tuổi ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã bị đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và bàn giao cho Công an phường 12, quận 5. Theo hồ sơ ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 3 tháng 1 năm 2014, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an thành phố phát hiện Tùng chở Phú trên xe Dream biển số 52L79921 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Đến giao lộ Thuận Kiều Tân Hưng, Tùng đưa ma túy cho Phú và lấy tiền. Lúc này tổ tuần tra ập vào và bắt quả tang, thu giữ trên tay Phú một bịch ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Kiểm tra trên người Tùng có 3 bịch ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và 1 triệu đồng. Ngay sau đó, tổ tuần tra di lý Tùng Phú về công an phường 12 quận 5 bàn giao xử lý theo chức năng. Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận mua ma túy ở quận 8 về bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Riêng Phú khai nhận có 2 tiền sự cai nghiện ma túy. Khi đang mua ma túy về sử dụng thì bị bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.